phim Gia đình vui vẻ, tập 105. Nam tử đẹp à, đẹp mê người, nam tử đẹp là đẹp làm sao, say đắm cả hồn ta, thanh lịch nho nhã, ánh mắt đưa như đưa tình, hoàng giọng ca chàng, hãy nhìn tiếp đi. Ai đã cắt đứt được củ sen vậy hả? Là ai vậy? Chính là thủy mẫu âm cơ biên tâm lừng lẫy, chuyên đi phá hoại nhân duyên của người khác. Hả? Thủy mẫu cũng chính là con sứa. Bớt nói nhảm đi, dứt củ sen tùm lum ô nhiễm môi trường, bại hoại đạo đức, ta sẽ trừ hại cho dân. Thì ra chỉ nằm mơ. Ta không tin bà ta có thể phá từ bên trong. Ta ngủ tiếp, ta sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp. Tung 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 tung. Tiểu thư, có phải là cô đang tìm trong cài này hay không? Đúng vậy. Tiểu sinh họ Lý tên Ích, Tự Quân Ngư, không biết tiểu thư đây tôn danh quý tánh. Tung sẵn, tiểu nữ đây họ Quá. Tung sẵn, tung sẵn, không lẽ là tiểu ngọc của quốc gia? Đúng vậy. Thân, 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 thân. Ta không phải chửi hắn mà là chửi cô. Hả? Cô đã bị bệnh si tình nặng lắm rồi. Cô chửi tôi hả, giặc ủi? Tôi không phải là giặc ủi tông sen mà là ca mập đang. Trời ơi, bực mình quá đi. Mụ đàn bà đó ba lần bảy lượt làm hư chuyện tốt của ta à. Ngươi không những là khắc tinh của ta mà còn là ôn thần của ta nữa. Ta sẽ đối phó ngươi. Mỏi lưng đau khó chịu quá à. Còn em thì mệt đến nỗi dưới đất có đất vàng cũng không có sức mà lượm. Không biết chị hai tính phạt tới khi nào đây? Mẹ đã nói biểu chúng ta quét đống bụi đó thành đống một thứ thì mới được mà. Người ta thu mua nồi đồng nồi rách đó hả? Còn mẹ thì thu mua mạng người đó. Không được, chúng ta phải nghĩ ra cách mới được. Cứ tiếp tục như vậy, mấy người chúng ta chắc chắn sẽ mất mạng đó. Ý, hay là chúng ta ngự trình cáo trạng xin hoàng thượng dẹp yên là được rồi. Mợ ba, có phải mợ bị bệnh không? Đây là chuyện nhà hoàng thượng có thể quản hay sao? Còn không phải sao? Lạm dụng tài nguyên triều đình, lãng phí của công sẽ bị bắt nhốt vào tù đó. Coi như mợ không có nói gì hơn. Còn dám nói nữa. Gà mái dầu, đùi gà vừa mềm vừa thơm đây. Gà mái dầu thơm phức đây. Ê, nè mọi người, đây. Là chúng ta. Người đẹp nào cũng thích hết đây. Khăn tay cao cấp đây. Người đẹp nào cũng thích hết. Hay là mua cái khăn cho mẹ khiến mẹ sẽ thấy vui hơn. Đúng đó, nói không chừng mẹ nhận quà của chúng ta sẽ thu hồi mệnh lệnh. Được, vậy thì mua con gà. Mua khăn lụa đi. Mua con gà. Mua khăn lụa. Mua con gà. Mua khăn lụa. Mua khăn lụa. Nè, Phượng Hoàng Giang cánh rất xứng với mẹ đó. Vậy thì mua cái này đi ha. Mợ ba trả tiền. Hả? Là mợ trả tiền mà hả? Mợ trả trước đi. Nhưng đâu có lần nào con trả tiền lại cho mợ. Nhưng sáng kiến này là do con nghĩ ra mà. Là do con chọn. Cho nên mợ phải trả tiền chứ. Đúng đó, nhìn lại đi. Vậy là sao? Mợ nhăn tiền. Tao không có, chỉ có 9 vàng thôi. Xoa bóp bằng chân chính tông, loại bỏ hết mệt mỏi bách bệnh đây. Tốn bao nhiêu tiền? Rất rẻ, mỗi người có 10 điếu tiền. Wow, đúng là rẻ thiệt đó. Vậy thì thử đi ha. Mợ cũng muốn thử. Đại cô nương ơi, thật ngại quá, chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Hả? Vậy mà phải làm sao? Đừng có ồn mà, mợ thấy rồi còn hỏi nữa. Mợ không cần đợi tụi con, mợ đi trước đi. Đi thì đi chứ, cứ bắt nạt mình à. Tiền thì biểu mình trả, cái tốt không cho mình. Cái khăn này mình sẽ tặng cho chị hai đô. À, có phải Du phu nhân hay không? Hả? Ai gọi tôi vậy? Du phu nhân. Hả?
tôi là Bán Nhật Tiên nè, tôi ở đây nè. Trời ơi, nè, ông thúi quá à. Ông ở trong nhà xí làm gì? Trời ơi, trồng sa ruộng cạn tôm cười nhạo, tiên nhân gặp nạn cũng gì không nhớ. Không nhớ chuyện gì? Không nhớ mang theo giấy vệ sinh. Cô có không cho tôi mượn gấp đi? Tôi đâu có. Ê, trời ơi, ruộng cạn làm sao mà làm khó trồng được chứ. Ê, là cái khăn lụa của tôi đó, mua mắc lắm à. Trả lại cho tôi đi, trả lại cho tôi đi. Trời ơi, làm cái gì vậy nè, trả lại cho tôi đi. Trời quá dễ chịu. Ông ấy thì dễ chịu rồi. Cái thằng đó tôi mua 9 văn tiền đó, bây giờ mất tiêu rồi. Giúp đỡ người khác á, công đức vô lượng không phải sao? Du phu nhân trượng nghĩa tương trợ, đương nhiên tôi phải trả ơn rồi. Nè, cô cầm lấy cái này đi ha. Tôi không có tiền cho đâu. Túi cẩm nang này miễn phí, tặng cho cô. Vậy không khách sáo nha. Cái khăn lụa mới mất rồi, đổi lại một túi cẩm nang. Con người của mợ thật là ích kỷ nha. Lấy tâm huyết của chúng tôi đi đổi lấy cái cẩm nang cho mình. Đúng đó, hình như cái khăn lụa đó mà bỏ tiền ra mua mà. Trời ơi, giang hồ cứu cấp, mợ ba tụi con làm đúng rồi. Đúng vậy, ở hiện gặp lành mà. Nói không chừng trong cái túi có gì đó hay hay. Đúng rồi đó. Nói không chừng không phải là giấy mà là ngân phiếu. Cũng có thể là một tuyệt thế diệu kế giúp cho mợ ba phát tài thì sao? Sao lấy nè, coi đi. Phải rồi, đúng rồi. Cái gì đây? Chỉ có một tờ giấy tú tài nhân tình. Nè, coi thử nó viết cái gì. Để coi ha. Ủa, không có chữ gì hết à. Có khi nào mà bị qua mắt không nhìn rõ được không? Nè, để coi coi. Coi ngựa coi xuôi. Đúng là một tờ giấy trắng rồi. Hả? Không lẽ là quên viết sao? Con nghĩ nhất định là ổng lười biếng nhét đại tờ giấy vô đây thôi. Hả? Chính xác. Việc làm hôm nay của ổng đúng là thất đức mà. Uổng công là Bán Nhật Tiên, còn nói mình là người tu hành nữa chứ. Ổng là kẻ lừa gạt thì có. Thôi bỏ đi, cứ coi như là bố thí làm phước. Coi như mua thuốc chồng uống, coi như tiền đi đánh tang cho ổng. Trời ơi, tụi con đừng có ác miệng như vậy. Có thể trong đó có quyền cơ, chúng ta chưa thấy được thôi. À, giấy trắng, sâu xa, khó hiểu. Tôi biết rồi, để trống chỗ mà chờ. Thành ngữ năm chữ thâm sâu như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Nghĩa là sao hả? Nè, ý nghĩa của tờ giấy trắng này đồng nghĩa là một tờ ngân phiếu, nhưng mà không có viết con số, mà thích viết bao nhiêu thì cứ viết bấy nhiêu. Vậy là muốn xinh đẹp thì cứ viết hai chữ xinh đẹp lên là được rồi. Muốn tiền thì viết chữ tiền. Tốt quá, cuối cùng đã được như ý rồi. Rõ ràng tâm muốn thì sự thành mà. Đúng quá rồi. Đúng là Bán Nhật Tiên không gặp mà ông đúng là trả ơn mà. Mà tính viết chữ gì vào đó vậy? Viết chữ phát vô đi, đảm bảo em sẽ phát tài. Không được, em viết chữ con nha. Rõ ràng em muốn có con mà. Nhưng chữ con thì có thể giải thích thành con trai, nhưng chưa chắc gì sinh được con trai. Vậy thì viết chữ tử đi. Nhị tử, nhất định là không sai. Dạ, chữ tử cũng là tử, con cái cũng là tử. Lỡ mà sinh con gái mà có vui không? Đương nhiên là không vui rồi mà muốn có con trai. Vậy rất đơn giản, dứt khoát em phải viết chữ đinh. Không được đâu, ông trời tưởng đâu hai người muốn có cây đinh, lỡ cho cây đinh thì tiêu luôn. Vui lắm đó. Rất có thể là cho mợ quá mận rồi, chọc quê mợ. Hay là viết chữ con cháu. Con cháu, có con có cháu, có trai có cháu, được đó. Đương nhiên là được, đàn ông tam thê tứ thiếp. Nhưng sinh con trai ra, không biết có phải là của mợ hay không nhỉ? Chẳng phải chừa chỗ cho người ta giàu sao? Anh Phú à, anh không được nghĩ như vậy nha. Tụi nó đều nói bậy hết trơn à. Anh đâu có nói cái gì đâu. Mọi người đừng có làm phiền ảnh cơ nữa, để mợ ba tự quyết định đi. Đúng đó. Yên lặng. Nè, em nghĩ là chưa vậy hả em yêu? Mợ ba, mợ phiền, vậy viết chữ phiền đi. Trước giờ con người của mợ ba luôn luôn không có chủ kiến. Chính xác, kêu đi mua khúc giải thôi cũng lựa cả buổi trời. Thôi vậy, giờ viên lại rồi luyện đi cho xong. Đúng đó, không cần coi khỏi cái phiền. Mợ biết tụi con ganh tị với mợ, mợ viết cái gì không liên quan tới tụi con đâu, để mợ tự suy nghĩ luôn. Ấy, em mợ muốn đi hả? Vậy mợ viết chữ đi đi. Em thiệt thờ quá đi à. Anh cơ. Giấy trắng, có quyền cơ gì chứ? Ôi, mình biết rồi, giống như bí kíp Võ Lâm, phải hơ nó trước đã. Đổi màu rồi, trời, chết rồi, trời. Tờ giấy, đừng có bay đi nha, nè, đừng có bay nha. Quận chúa, người không thấy nóng sao? Nè, loại son phấn này á là phải thoa dưới cái ánh nắng mặt trời, vậy mới hiện rõ màu sắc diễm lệ của nó. Quận chúa, để nô tỳ xé cho người. Quận chúa.
là sư mập ngươi thành dạng khúc. Dạ, dạ đứng lại. Nè, xác chết ngàn năm, nó là của tôi, đừng có hòng cướp nó nha. Mình tên là Ảnh Cơ, lần trước đưa cho mình một tờ giấy, chẳng phải là Thiên Cơ tặng con sao? Không lẽ mình có con rồi? Anh Phú ơi, anh Phú! Thèm con thèm đến phát điên luôn. Khách tình cứ dướng chừng dướng tay ta. Muốn có con hả? À? Cơ hội tới rồi. Nè Hải Đường. Quý chi, sao cô lại đi đường vòng vậy? Anh thầy tướng số nói tôi đi đường vòng sẽ may mắn hơn. Xin lỗi nha, tôi giẫm lên gót giày của cô rồi. Điêu rồi, các phu nhân đang đợi dùng đó. Vậy sao? Hay là cô lấy cái khay của tôi đi. Nhưng mà họ đang muốn ăn chè, còn có bánh ngọt nữa. Không sao đâu, đổi khẩu vị cũng được mà. Nó cũng phải ha. Ý, mà không được đâu, tôi lấy của cô rồi. Sao sao quận chúa sẽ ăn cái gì? Quận chúa hiện giờ đang ngủ trưa, lát nữa tôi có thể làm lại được mà. Nếu vậy thì đa tạ trước nha, tôi dọn dẹp trước cái đã ha. Hả? Bánh ngọt với chè đâu? Sao tự nhiên lại biến thành siro mơ với lại bánh rau thịt? Và lúc này á, kiểu phục vụ rập khuôn đã thay đổi là không thể được nữa. Là cung nữ cũng phải có sáng kiến, có phong cách riêng của mình. Có sáng kiến như vậy hay là đi kiểu nhào lộn đi? Được đó. Cạo đầu tốt hơn. Đợi một chút. Đợi cái gì? Đợi tôi suy nghĩ chút phải trả lời ra sao. Chè thì ngọt lắm, uống đâu có ngon đâu. Uống siro mơ cho sạch ruột đi. Trời, chua quá. Nhưng mà cũng ngon lắm. Trời, bánh bao nhân gì trong này vậy? Rau đó. Đương nhiên là tôi biết là rau, đã nói là bánh bao rau thịt mà. Nhưng mà rau gì? Vừa ăn vào là biết rau muống rồi. Coi cọng rau muống to vậy không thấy không? Kỳ lạ vậy. Có gì lạ đâu, ăn ngon chứ sao. Mợ ba à, có phải mợ bị bệnh không? Ăn liên tục không ngừng. Đúng đó, giống như là ma đói đi đầu thai vậy hả? Ăn được rồi có phước không? Trời, mà làm sao vậy? Mà ăn tới ói luôn rồi. Cái này gọi là ăn được phước đó. Sợ cái gì chứ, ói xong thì ăn tiếp luôn. Lại ói. Anh ơi, nửa đêm rồi đừng làm phiền mà, trời ơi. Anh ơi, làm phiền cả ngày rồi mệt lắm đó. Anh ơi, anh đau đầu quá. Đừng có dậy mà. Em muốn anh thức dậy mới chịu hay sao? Muốn lĩnh giáo chịu thái sân ép đỉnh của anh có phải không? Nè, được. Trời, anh làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Không phải em muốn có chuyện đó hay sao? Chân của người ta bị chuột rút luôn rồi nè. Vô phu nhân, bà thấy khó chịu ở đâu vậy? Dạo này á, tôi thấy mình mập lên rất là nhiều nha. Thoát lưỡng hình như chật lắm á, cái bụng cũng gồ gồ lên. Còn biểu hiện gì nữa không? Còn nữa nha, dạo này tôi hay ói lắm á, nhìn thấy đồ chua là rất muốn ăn nha. Những cái đó có phải là hiện tượng của thai không? Phải đó, phụ nữ mang thai rồi đều đặc biệt thích ăn những đồ chua. Chắc chắn là phải ha. Đêm hôm qua chân của tôi còn bị chuột rút nữa đó. Ấy, trái lành phải giữ, lành có nghĩa là có con trai, bên phải chính là có con gái. Chân trái tôi bị chuột rút, vậy là tôi có con trai có phải không? Đúng vậy, người mang thai chân rất dễ bị chuột rút. Thật vậy sao? Trời ơi, Tiên Cơ cho con đúng là chính xác, đa tạ các vị nha. Đặt tên là gì ha? Tôi họ Du nè. Vậy đặt Du Đức đi, có nghĩa là kim gia, cái gì cũng có được. Tôi muốn sinh mười mấy đứa. Phụ nữ một khi đã sinh là sinh liên tục luôn. Có thật vậy không? Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Có phải nằm nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn không? Uống thập tế bảo được không? Có thai rồi đương nhiên phải uống thuốc dưỡng thai thôi. Để tôi hỏi Kim Nguyệt được rồi. Nếu Kim Nguyệt mà biết á, rất có thể nó không chịu lấy tiền của tôi đâu. Đa tạ ông nha. Trời, chân trái của tôi lại bị chuột rút nữa rồi đó. Cục cưng của mẹ. Quận chúa có thể ra được rồi. Đã nói với ả ngốc đó chưa vậy? Không cần thần nói, vừa tới là cô ta đã khẳng định mình có thai rồi mà. Đúng là lú lẫn tới già. Điều này cũng khó trách cổ. Một là cổ muốn sinh con trai, hai là lại có biểu hiện mang thai. Tất nhiên là cổ sẽ nghĩ ngay tới điều đó rồi. Cần phải nói sao? Ta làm nước siro mơ cho cổ uống, còn làm bánh bao nhân rau muống cho cổ ăn, không bị chuột rút mới lạ.
Em yêu à, em có thai rồi sao? Vậy anh sắp được làm cha rồi. Tổ tiên hiển linh, du gia có hậu rồi. Chúc mừng cậu nha con ba. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ, đa tạ. Mợ ba, mợ lợi hại lắm, tuổi này còn mang thai được. Sản phụ lớn tuổi nguy hiểm lắm. Ừ, nhưng mà chúng ta cùng tuổi mà, con còn lớn hơn mợ mấy tháng nữa, con sinh quan quan được sao mợ không sinh được? Đó là mợ thứ bậc cao, mợ là giai lớn mà. Ừ, có liên quan hay sao? Hoàng cung có thái y khám nữa, Kim Nguyệt lại làm thái y viện, cận thủy lầu đài không có vấn đề gì hết. Ờ, chị hai à, thái y nói có thai rồi không được lao lực, phải nghỉ ngơi nhiều lắm đó. Chị hiểu rồi, sau này em được miễn làm, không cần phải quét dọn. Vậy còn hai tụi con thì sao? Hai đứa tụi con tuổi còn trẻ khỏe mạnh, lao động nhiều tốt cho sức khỏe. Bệnh thiên dị quá đi. Tụi con cũng biết nói, Ảnh Cơ đã lớn tuổi rồi lại mang thai lần đầu. Mẹ định sau này cho Hải Đường chăm sóc Ảnh Cơ. Còn việc trong nhà giao cho hai tụi con chia ra làm. Mẹ, Hải Đường làm việc chậm chạp lắm, không có được đâu. Đúng đó. Sao tự nhiên nhanh nhẹn đột ngột vậy? Hay là nói với công chúa sẽ thêm hai cung nữ qua đây đi. Được đó. Để coi tình hình rồi từ từ tính. Ơi, nhưng mà ngày nào cũng tới Thượng Thiện Giám á, thấy không yên tâm chút nào. Ơi, có cách rồi. Cái gì vậy? Cái chuông này để làm cái gì vậy hả? Dùng để tránh tà trừ ma đó. Hey, hai đứa đều nói đúng nha. Nhưng mà ngoài chức đăng cơ bản đó ra, cái này còn là chuông cứu mạng. Hả? Nếu như mà em thấy chỗ nào khó chịu mà không tìm được ai lo cho em thì em liền lắc cái chuông này, anh sẽ tới cứu em liền. Anh Phú, anh tốt với em quá. Không lo cho người lớn cũng phải lo cho đứa nhỏ chứ. Anh Phú nói chơi thôi. Ngoài niệm Phú ra, mọi người nghe thấy cũng sẽ tới cứu em liền mà. Cũng vậy đó. Nè, còn hai con thì sao? Không chịu giúp đỡ hả? Giúp. Nhất định là giúp. Con cũng sẽ giúp. Ảnh Cơ à, em có thể yên tâm rồi. Đa tạ mọi người nha. Phải đi từng bước nhỏ, ăn thì phải để nguội, nói chuyện thì phải nhỏ tiếng, trong nhà đừng có đóng đinh, rất là dễ nhớ. Trời ơi, cái khăn mới của mình. Không được, không thể làm bậy. Tìm người giúp đỡ. Trời ơi, sao kỳ vậy? Đi đâu hết trơn rồi? Con người chỉ bằng cầu mình, tìm khúc cây đó. Tiếng chuông hình như phát ra bên kia kìa. Nè, đâu có ai, có phải chị nghe lầm không? Thà công cốc chạy tới còn hơn là bị mẹ chồng nói là chúng ta không chịu giúp đỡ. Với lại hiện giờ mẹ coi mợ ba như là đồ quý vậy. Nói đúng lắm, bị mợ ba nhân cơ hội này trừng phạt thật nặng, thật là không đáng gì. Mợ ba. Mợ ba. Là cái gì vậy? Chị coi. Là cái khăn của mợ ba. Tiêu rồi, sao mợ ba ngốc vậy? Chắc là nhảy xuống đó rồi. Đâu có thấy ai. Đương nhiên là không có, mợ ba nặng như vậy giờ một tiếng là chìm nghiệm rồi. Không được, phải mặc xuống cứu mãi. Trời ơi, nhảy xuống. Đương nhiên rồi, có thể trong bụng mợ ấy không chỉ là một đứa, tới lúc đó chẳng phải một xác nhiều mạng. Không được, mau cứu. Nè, thích thì em xuống đi, chị không có xuống nè, đâu. Nè, đã nói có nạn cùng hưởng mà. Nhanh lên. Trời ơi, muốn hưởng thì em hưởng. Nhanh đi. Lên trời đi, nè, nhảy thôi, xuống. Thôi, nè, ơi. Nhanh lên. Hai vị phu nhân hay là về phòng thay đồ đi có được hay không? Thay cái gì mà thay chứ, mau đi tìm người tới giúp mợ ba đi. Là ai tìm tôi vậy? Hả? Mà không sao hả? Sao lần sau? Trời ơi mợ ba, mợ không sao thì đừng có rung chuông cứu người lung tung chứ, làm người ta hết hồn luôn à. Còn không phải sao, vừa nghe thấy tiếng chuông tụi con lập tức tới hồ sen cứu mợ xém chút hả, mất mạng luôn rồi. Mợ xin lỗi nha, khăn tay của mợ bị rớt, tình hình nguy cấp nên mợ mới rung vậy nè. Trời ơi, là mới đừng có rung nữa mà. Ảnh Cơ, thì ra em ở đây hả? Trời ơi, Ngọc Lộ, Thạch Mỹ, tụi con sao ra nông nổi này vậy? Có người coi tụi con như con khỉ gì đó. Đúng đó, mẹ à, mẹ đã nói vừa nghe thấy tiếng chuông là phải lập tức tới cứu mợ ba liền, cho nên tụi con phải tới liền đó. Mẹ không sao chứ? Đúng đó, con biết rồi. Mẹ của mình rất thông minh, từ đâu đã biết mợ chơi trò sói tới rồi. Ai nói là mẹ không chạy tới? Nếu mà mẹ tới hồ sen thì tụi con nhất định nhìn thấy mẹ. Con không sao, tóc không có ướt mà cũng không rối nữa. Mẹ tới rồi, chẳng qua mẹ đi lộ ở bên chỗ săn bắn. Tụi con coi nè. Trời ơi, chị bị sư tử dồ hay là hổ dồ chị vậy? Nói tóm lại đừng có nhắc tới nữa. Xin lỗi nha, lần sau em không có rung chuông bậy bạ vậy nữa đâu. Bỏ đi, em cũng chỉ là vô tình thôi.
Ý, xem ra chỉ có em Nhật là người may mắn nhất, không trúng chiêu. Cái này gọi là ngốc, có cái phước của ngốc đó. Ôi trời ơi, Nhật à, con làm cái gì vậy? Tam tiểu thư cũng có đi cứu người, nhưng cổ bất cẩn bị té trong ngự hoa viên. Hơn nữa trùng hợp là cả khuôn mặt té ụp lên đống phân chó, giống như là chó đói danh phân vậy. Hả? Thai phụ phải ngủ nhiều một chút, dù không ngủ cũng không có việc gì làm, ngủ tiếp thôi. Vợ à, anh về rồi. Ơ, anh yêu, anh về rồi hả? Đúng vậy. Trời tối rồi hả? Trời chưa có tối, nhưng mà anh vội về để gặp em đó. Anh Phú à, anh tốt với em thiệt đó. Ê, trời ơi, hiện giờ em đang mang thai mà, đương nhiên anh phải thương em nhiều. Ơ, anh Phú à, anh nói với Từ Hoa nhưng lại quên đi mua rồi. Đúng ha. Ê, chẳng qua chỉ chơi cho đỡ ghiền, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không chơi nữa. Hả, tại sao vậy? Sau này mình phải nuôi con, còn phải cưới vợ cho con, xem ra phải tốn nhiều tiền, không tiết kiệm sao được chứ, có phải không? Em nói đúng không? Anh Phú à, anh suy nghĩ chu đáo quá ha. Cái này gọi là tích góp đề phòng. Ừ. À đúng rồi, em ngồi xuống đi. Ừ. Ha, anh còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy hả? À đúng rồi. Hả? Anh Phú, anh coi Xuân cung đồ hả? Không phải coi, anh đem đi quăng đó. Ờ, tại sao vậy? Bây giờ em có con rồi, thời kỳ quan trọng. Anh sợ sau khi anh đọc nó, lỡ như không chịu được thì... Ừ, ý anh định nói là... Trong 10 tháng tiếp theo đây, hai chúng ta không thể nào có chuyện đó. Vậy không được đâu. Anh Phú à, làm khó cho anh quá à. Cho nên anh tính dọn ra phòng khách để ngủ, để em chuyên tâm tĩnh dưỡng. Hả? Vậy chẳng phải là cực cho anh lắm sao? Trời ơi, em đừng có dựa sát anh quá, anh không có chịu nổi đâu. Nhưng mà anh đã nghĩ rồi nha, để em ngủ một mình ở trong phòng á, anh thấy không yên tâm cho lắm, cho nên anh đã chuẩn bị rồi. Nè. Ý, đậu này để làm gì vậy? Học làm tuyết phụ. Là vậy, em ngủ là phần em, anh lượm đậu là phần anh. Em có biết không, tuyết phụ thường rải đậu lên đất trong suốt đêm dài, rồi lượm từng hộp lên để giết thời gian đó. Đã sinh thần thì phải trả thần. Lần này có thai toàn là nhờ bán nhật tiên, mình phải đa tạ ổng. Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra. Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra, tôi có thai đó. Làm ơn tránh ra, tôi có thai đó. Làm ơn tránh ra, tôi có thai đó. Làm ơn tránh ra, tôi có kỳ thai đó. Kỳ này mình thật là mừng đó. Trời ơi, mừng muốn tôi chết luôn rồi, vậy đó. Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra đi. Tôi có thai rồi đó. Làm ơn tránh ra đi. Chúng tôi cũng có thai rồi. Ủa? Cô còn kém xa lắm. Bầu nhỏ gặp bầu lớn, tránh đường coi, không biết lượng sức. Có bầu thì có bầu chứ, một thời gian nữa tôi còn bự hơn mấy người nữa. Đại phu, sao rồi? Bụng tôi sao rồi? Cô bồi bổ nhiều quá, nhưng cơ thể lại không hấp thu, vì vậy dẫn tới đường ruột khó chịu. Nè, cô uống trà tiểu ứ của tôi sẽ không sao nữa. Tôi nói không phải là đường ruột mà, tôi nói là cái thai ở trong bụng tôi á. Thai nào? Thai của tôi á, con của tôi á. Cô đâu có mang thai, lý nào lại có con chứ? Tôi không có thai sao? Rõ ràng thầy nói là tôi có mà. Thôi được rồi, để tôi bắt mạch lại cho. Nhanh lên, cẩn thận á, cẩn thận nha. Bắt thế nào cũng đâu có giống thai. Đúng rồi, chu kỳ của cô bao lâu rồi chưa có? Không có, khoảng mười mấy ngày rồi. Dạo này á, tôi có thấy chướng bụng nè, nhìn thấy thứ gì chua là muốn ăn liền à. Lúc nửa đêm còn bị chuột rút nữa đó. Chướng bụng là do tiêu hóa không tốt. Hả? Thèm ăn chua là vì trời đang nắng nóng. Hả? Đúng rồi, dạo này cô có ăn rau muống hay không? Rau muống còn được gọi là rau chuột rút đó. Bánh bao rau thịt, rau chuột rút hả? Xem ra đúng là một sự hiểu lầm dễ thương rồi. Chẳng phải tôi đã có rồi sao? Vậy bây giờ tôi phải làm sao đi? Thì ra là một tờ giấy không có chữ, có nghĩa là không có gì hết. Bán nhật tiền chính xác lắm. Tiêu rồi, chưa nghĩ ra được phải ăn nói sao với nhà họ Kim nữa. Tiểu ca, Huynh có bán dây màu đỏ không? À có chứ. Vậy Huynh bán cái tôi 3 dây đi. Cô chờ chút nha. Trời ơi, xin lỗi cô nương nha, hết rồi. Sao kỳ vậy? Lúc nãy Huynh nói có mà. Xin lỗi mà, lúc nãy tôi tưởng là có, không ngờ tôi bán hết rồi. Nè, rõ ràng Huynh bắt nạt phụ nữ nha.
Cô nói quá không vậy? Cậu ta lừa cô làm gì? Cậu ta không cố ý đâu. Tôi mặc kệ, tóm lại nói sao là không đúng. Cậu ta đâu có cố ý đâu, cậu ta tưởng là có. Cậu ta lừa cô làm gì? Cậu ta không bán được cho cô là cậu ta chịu thiệt mà. Liên quan gì tới bà chứ? Đúng là dở thôi. Tôi đâu có muốn lo chuyện bao đồng đâu. Cô đang mang thai nhớ cẩn thận một chút. Đúng đó, chỗ này có vụn nước, coi chừng trượt chân té đó. Coi chừng nha. Đó. Tạ nha. Không có gì. Cái bụng của hai người đó rồi. Sinh rồi, còn là sinh con trai nữa. Vậy sao? Ủa, lần trước cô nói là có thai, cô đi một mình đừng có đi lung tung nha. Không cần đâu, tôi giờ giống người bình thường rồi. Chẳng phải cô có rồi sao? Tôi lầm lẫn thôi mà. Không có đó, thì là không có. Tránh ra đi. Bây giờ hai chúng tôi lại có nữa rồi. Cô đừng có đụng tới chúng tôi nữa. Mới sinh xong giờ lại có nữa. Đẻ hoài không hết. Muốn ngừng cũng đâu có ngừng được. Cho tôi một đứa đi. Cậu ba, sao cậu ra nóng nổi này? Đúng đó, một ngày ở cõi tiên bằng ngàn năm ở dưới trần. Có phải qua mấy năm rồi mà không biết hay không? Điên khùng. Em coi Hải Đường có biến thành bà già đâu. Trời ơi, tụi con không có nghe cái gì một đêm tóc bạc trắng sao? Nè, bộ dạng của cậu bây giờ có phải khó coi lắm không? Cậu ba, cậu bị cú sốc gì vậy? Trời ơi, tụi con cũng biết rồi, vợ cậu có thai mà. Tụi con biết. Nên dạo này ngày nào cũng lượm đậu tới sáng hết trơn. Còn nữa nghe, Cương Thi bị chuột rút từ tối tới sáng. Tối nào cũng phải xoa bóp cho bà dở hơi đó thì mới ngủ được. Chuyện thê thảm nhất trên đời chưa từng như vậy nha. Ai biểu Du Gia chính đời đều đơn truyền. Vì đứa con này, cậu phải ráng nhịn. Xem ra còn phải chịu tới 9 tháng nữa. Con sợ cậu chịu không nổi. Vừa sinh ra thì đã không có cha. Cũng được coi là xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Trời ơi, im cái miệng quả lại giùm đi. Vất vả chứ. Nếu sợ bị phạt á thì sau này đừng có làm sai nữa đó. Con biết rồi mẹ. Mợ ba có thai, chúng ta phải làm việc giúp cho mợ ba. Đúng là không có an tâm. Có phải là không phục không? Vậy thì không phải. Không sao đâu, chúng ta mau lấy ít đồ bổ về tẩm bổ đi. Nói cũng phải, Hải Đường lấy cho chúng tôi một ít đương quy. Không được. Hiện giờ đương quy đang thiếu hàng, nên hai đứa tụi con để cho ảnh cơ ăn trước đi ha. Vẫn là con Nhật ngoan nhất đó ha. Hả? Được, để mà ba ăn trước đi. Ngoan lắm. Thiệt ngại quá. Con cũng biết mợ ba của con lớn tuổi rồi mới có thai lần đầu, nhường cho mợ con đi hát có được không vậy hả? Lần trước Thạch Mỹ và Ngọc Lộ lúc mang thai Quang Quang và Hỷ Hỷ có phải chôn hai giò rượu không vậy? Phải. Không biết là có thể chôn cho ảnh cơ một giò không chị? Phải lên núi chôn đó. Còn phải tự mình giác, không thể nhờ người giúp được. Đúng đó. Lần trước là dì chị và bà nội của Quang Quang và Hỷ Hỷ. Con trai của em không có bà nội, chỉ có chị hai đây là đức cao vọng trọng thôi. Nhưng mà chị và đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống, chị không biết có hiệu quả hay không nữa. Thật ra chị đâu có quan hệ huyết thống gì với Quang Quang Hỷ Hỷ đâu. Nhưng mà lần trước có hiệu quả thật mà. Hai vợ con được sinh con trai kìa. Đúng đó mẹ vợ, mẹ đúng là phúc tinh đó. Chị hai ơi, chị cũng đâu có muốn Du Gia bị tuyệt hậu chứ. Được rồi. Coi em kìa. Thiệt tình. Đa tạ chị hai. Mà ba về rồi kìa. Anh cả ba. Trời ơi, về rồi hát Cương Thi. Có mệt lắm không? Qua đây ngồi. Nè, ngồi đi. Cái ghế đó hư rồi, ngã em chết đó. Hả? Đâu có hư đâu. Rất chắc chắn mà. Mà nó đùa với tụi con thôi, làm gì mà nghiêm túc dữ vậy. Nó giỡn thôi. Đúng là cái thú vị. Cử phu nhân, mời dùng trà. Trời, đã có độc chết tôi hả? Cô là đồ tiện nhá. Trời, sao lại vậy chứ? Độc cái gì chứ? Mẹ coi thử đi. Đâu có, độc ở đâu ra? Đúng rồi, đùa với mọi người thôi, làm gì mà nghiêm túc dữ vậy. Xin lỗi nha. Trời ơi, sao mà ba lại uống ly nước rửa cây trăm của mẹ vậy? Anh cơ, em không sao chứ hả? Có sao không vậy hả? Mà ba, sao mà đùa giỡn lung tung vậy? Đúng đó, đâu có thấy mắc cười đâu. Có phải vì mợ ba đang mang thai nên xảy ra nhiều loại bệnh tiềm ẩn không ta? Không phải đâu. Mợ đâu có bệnh gì đâu. Lúc nãy không thấy mắc cười hả? Vậy giờ mợ kể chuyện mắc cười cho tụi con nghe nha. Kể. Thật ra mợ không có bầu. Mợ gạt mọi người thôi. Vậy mà cũng tin nữa hả? Bụng mợ nè, đâu có bự ra chút nào đâu. Vậy
cũng tin anh nữa. Cơ à, nói thật hay nói xạo vậy hả? Hả? Vậy mà cũng tin nữa. Nè đúng đó, vào phút quan trọng này em đừng nói đùa vậy. Ngày nào anh cũng lượm đậu, còn bóp chân cho em nữa. Không lẽ em muốn Du Gia tuyệt hậu, em sống mình sớm vậy sao hả? Có phải không? Không phải, em cũng đâu có muốn đâu. Mợ ba rốt cuộc ở đây làm cái gì vậy mợ? Mợ nhầm lẫn thôi. Cái này gọi là lừa phỉnh. Em phải nói sớm chứ, xem chung nữa chị chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Em cũng vừa mới biết đây thôi mà. Vậy tốt rồi cậu ba, từ nay cậu không cần phải lượm đậu nữa rồi. Vậy thì không cần phải tiết kiệm đơn quy rồi. Không được, phải để cho mợ ba bồi bổ cơ thể. Đúng vậy, hôm nay anh tiếp tục lượm đậu, xoa bóp chân cho em. Sáng ngày mai chị sẽ lên núi chôn rượu. Không cần đâu, tôi không có bầu thiệt mà. Nói dở thôi. Khúc giải này thô quá trời à. Khúc giải này trời ơi, hoa văn không có cân xứng. Khúc này còn tệ hơn nữa, giải mới mà màu bạc vậy. Ông chủ, khúc giải này dùng để may đồ, may cẩm nang và khăn tay đủ dài không? Tôi nghĩ khúc giải này chắc là đủ dài rồi đó. Ông chủ à, tôi lấy khúc này. À cô nương à, khúc giải này là tôi chọn trước mà. Phải đó, là vị phu nhân này chọn trước. Sao mà. Sao hả? Tôi nghe thấy rồi. Cô chỉ hỏi là con có đủ dài không thôi, đâu có nói là mua đâu. Hỏi có nghĩa là muốn mua đó. Tôi cũng muốn mua vậy. Ông chủ, tôi không mua nữa. Ông chủ, tính rẻ một chút đi. Phu nhân, màu này đẹp quá hả? Đúng vậy, hàng này mới mua về, bán 3 hộp chỉ còn lại 1 hộp đó. Thiệt hả? Bán tôi cái hộp này. Đây Thẩm à, Thẩm không thấy tôi đang cầm sao? Cô không nghe tôi muốn mua sao? Bà chủ à, tôi mua đó. Nè, đồ mà tôi muốn mua, không ai giành được với tôi. Thật ra cái màu này cũng không hợp với tôi cho lắm. Hay là nhường cho Thiếm đó ha. Trời ơi, chị làm gì mà hớt hơn hớt hải chị? Đâu có. Đúng rồi, em nói đi mua giải mà, sao không mua? Ê, đừng nhắc nữa. Nè, chị nói chị mua phấn mà phấn đâu? Thật ra thì chị đã chọn được rồi, ai dè lại có một bà chàng danh với chị đó. Em đoán trúng luôn, bà ta nói muốn mua. Thì đó, em biết trước giờ chị đâu có chịu thôi, chị cũng danh với bà ta đáng ghét lắm đó. Liền tung ra nắm đấm, sau đó cúi đầu xuống. Đúng là vậy đó, sao em biết vậy? Em cũng vừa mới gặp bà. Cho nên là mua không được. Đúng vậy, tức chết đi được. Ước gì bà ta mặc khúc giải đó vào người, khắp người nói mụn nhọt. Mụ ta bối hợp phấn đó sẽ bị rỗ đây mặt. Không nên bực về loại người này. Đi. Được. Qua đây coi đi. Cây trâm này đẹp quá. Kiểu dáng này cũng rất đặc biệt. Chị Phượng em Hoàng, mỗi người một cây. Mua một cặp sẽ tính rẻ hơn. Tôi tính cho hai người 50 lượng. Bà chủ à, 40 lượng là được rồi. 50 lượng là rẻ lắm rồi. Mua không nổi thì đừng có mua đi. Bà chủ, 2 cây 45 lượng. Nè, đừng có kiếm chuyện nha. Bại với tay ta, còn dám nói chuyện với ta. Bà chủ, 50 lượng chúng tôi mua. Được. Dám động thổ trên đầu thoái tuế hả? Giải cũng nhường cho bà, hứng cũng nhường cho bà rồi. Bà đừng có ngang ngược như vậy nha. Mấy người đừng có chửi to tiếng vậy chứ. Wow, ngon. Nhiều mỡ. Chắc chắn ăn vào sẽ đầy mỡ. Em không ăn hả? Vậy phần của hai em ăn bao luôn. Hải Đường, sau này đừng có làm món này nữa nha. Là mẹ biểu Hải Đường làm đó. Món kho này tuy nhiều mỡ nhưng mà ăn kèm với cải mặn rất là ngon. Ê, ăn chút đâu có sao, có mập đâu mà sợ. Ê, anh không ăn. Trời, sợ gì chứ. Thượng Thiện Giám của Ngự Trù là lão họ Trần, giống y như chị vậy, thích ăn béo lắm. Ổng rất mập đó chị. Cậu nói phải đó, ăn nhiều thịt heo mỡ sẽ bị mập ra. Mập thì có gì không tốt, mập á thì được nhiều phước lắm. Hơn nữa thân thủ lanh lẹ, ra đường không sợ bị cướp bóc. Ông Trần ở Thượng Thiện Phòng, ông vẫn có thể nấu ăn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nói cũng phải à. Chà, mỗi lần ông xào nấu hả, xóc chảo lên cao tới 9 trượng không hề hấn gì, lanh lẹ ghê. Đúng vậy đó. Nhưng mà mấy hôm trước chết queo rồi. Hả? Thái y nói ông ăn quá nhiều chất béo nên mỡ heo làm nghẹt tim. Anh Nguyệt à, đừng ăn nữa mà. Ê, anh Nguyệt, anh coi đi. Anh chỉ có cái mặt là ốm thôi, thịt cũng nhiều lắm chứ bộ.
Tại anh không biết thôi. Lỡ mà anh mập quá thì không biết phải làm sao bắt nữa. Bắt đầu từ hôm nay giảm cân. Hả? Không phải chứ. Quyết định gì đi. Wow, miếng thịt mỡ này anh ba đã ăn hơn một nửa rồi. Anh ba, miếng của anh cũng to quá ha. Thôi khỏi đi, hay là em cũng không ăn nữa. Đúng đó, con vừa mới lấy lại dáng chuẩn. Nếu ăn như vậy không cẩn thận tới tuổi trung niên sẽ phát tướng ra. Mấy người làm ơn đi. Mọi người coi tôi ăn mấy chục năm nay rồi, đâu có bệnh gì đâu, vẫn còn khỏe mạnh ngồi ở đây nè. Chị hai à, chị không sao là tại chị may mắn thôi. Món này không thể ăn, món kia cũng không thể ăn. Vậy làm người còn thú vị gì nữa, hả? Đúng rồi. Còn nhớ lúc trước cha tụi con không những không cản mẹ ăn, mà còn ăn cùng với mẹ, quan tâm lắm. Đúng đó, em nhớ ảnh càng ăn càng nhiều. Ăn còn nhiều hơn chị á. Đúng rồi. Cho nên ảnh mới chết trước chị á. Em nói cái gì vậy? Vậy đi anh Nguyệt à, anh mau ói nửa miếng thịt đó ra đi. Ói ra. Mau lên đi, có cần em giúp không? Nè, ông chủ làm. Nhanh lên. Trời, anh còn nuốt vào nữa. Trời. Bỏ ra. Kim Nhật, sao sao quận chúa, coi ta lấy cái gì cho cô ăn nè. Bánh quế qua ngon lắm. Nói cho tôi biết nhị ca cô ở đâu đi. Nhị ca anh ấy ở hả đây nè. Hả đúng đó, tôi quan sát chúng lâu lắm rồi. Cô tới coi đi. Con này á là kiến nhị ca, con này là kiến đại ca. Mọi người đừng nghe lời của nó, nó rất là siêng năng. Ta không phải nói là kiến nhị ca mà hỏi nhị ca của cô. Lý nhị ca hả? Đúng vậy. Nhưng mà tôi đâu có quen với ai họ Lý đâu. Không phải là người nhà họ Lý mà là Kim Nguyệt nhị ca cô đó. Kim Nguyệt phải hả? Rồi. Nhị ca tôi chứ đâu phải nhị ca của cô đâu, đồ ngốc. Được rồi, vậy nhị ca cô đang ở đâu? Tôi đã nói là tôi không biết nhị ca cô ở đâu. Vậy nhị ca tôi ở đâu? Nhị ca tôi bây giờ đang ở trong căn phòng thứ hai ở chỗ giếng trời đó. Khoan đã, bánh quý quà đâu? Phụ ngốc mày giả bộ ngốc vậy? Ngon quá à. Đại ca ơi, nhị ca ơi, mấy huynh có ăn không vậy? Hôm nay đúng là nóng quá. Thời tiết như vậy không lấy cái quạt lớn quạt thì dễ bị say nắng lắm đó nha. Nè hai vợ yêu, hai em biết như vậy là tốt rồi. Anh còn mở miệng được nữa hả? Biểu anh giảm cân, anh còn lén ăn bánh mỡ heo nữa. Mấy cái đó là mấy tháng trước, anh nhờ bạn anh lặn lội đi từ nơi xa xôi, đi đò đi xe vất vả lắm mới mang về đây được cho anh ăn. Anh tiếc lắm mà. Vậy để em nếm thử coi. Wow, ngon lắm đó. Mềm cứng vừa phải, lại không ngọt cũng không mặn, quả nhiên không chỉ có hư danh. Vậy hả? Nhìn cái gì mà nhìn, anh đừng tưởng nhìn em với ánh mắt tội nghiệp đó là tụi em cho anh ăn đó nha. Tụi em đã quyết định ăn không để lại một miếng nào hết. Anh xin hai em mà vợ, đừng tàn nhẫn vậy mà. Wow, hai người phụ nữ phải chăm sóc cho tướng công của mình mới phải, tại sao lại đối xử với huynh ấy như vậy? Cuối cùng cũng cho anh ăn rồi hả? Ăn cái đầu của anh đó. Anh coi cái bụng của anh kìa, giảm có buổi trời vẫn to như vậy, đúng là chướng mắt. Xem ra hả, hai đứa em cần phải tiếp tục ra tay rồi. Ra tay hả? Ra tay kiểu gì? Nè, đừng nhột. Trời nè, sao đau vậy? Trời đừng có la nữa, bịt miệng ảnh lại mau đi. Anh biết không, tụi em đang giúp anh tiêu mỡ, lợi cho anh quá rồi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đi. Thiệt là tàn nhẫn quá à. Kim Nguyệt huynh yên tâm, mùi sẽ nhanh chóng cứu huynh ra khỏi nước sôi lửa bỏng này. Cha mẹ, Thạch đệ. Chị hai. Trời ơi, Thạch Mỹ con về rồi hả? Cha, lớn quá rồi ha, dễ thương quá đi à. Dĩ nhiên rồi, ăn được ngủ được mà. Ý, mà cô nói hình như ốm hơn trước nhiều á nha. Xem ra hai con mắt nhìn to hơn một chút đó. Trời ơi, cái miệng, cái mũi trội nhỏ hơn nè. Cái thằng nhóc này á, mỗi ngày mỗi khác. Bề ngoài thay đổi không sao hết. Quan trọng nhất là cho Hỷ Hỷ ăn uống nhiều một chút, cho nó mập hơn chút nữa. Đứa này đâu phải là Hỷ Hỷ. Vậy là ai vậy? Là Quang Quang đó. Quang. Con ôm nó tới đây làm gì? Hỷ Hỷ đâu? Hỷ Hỷ đang ngủ, Quang Quang khóc đòi ra ngoài cho nên con ôm nó ra ngoài chơi thôi. Ê, sao mà ngốc quá trời, không biết cho người ta ôm con mình. Chị hai à, chị tốt chứ chị lộ quá đó.
Nè, con sao vậy? Nó là kẻ thù số một của con, không phải nó chết là con chết. Thật ra tụi con có thể sống hòa bình với nhau, không cần phải đối đầu nhau. Ơi, thay đổi rồi, thay đổi rồi. Thật ra Lâm Ngọc Lộ không thông minh như mọi người tưởng tượng đâu. Chẳng qua bề ngoài, chỉ hay lòe người khác. Nếu cha là kẻ thù của chị cũng hung dữ chứ cha. Nhưng nếu cha là bạn của chị cũng rất tốt với cha. Ừ, chị hai à, chị làm như hiểu chị ta lắm vậy. Đấu đá với một người thời gian lâu như vậy, còn không hiểu người ta hay sao chứ. Chết, tiêu rồi. Chuyện gì hả? Ý trời, Hỷ Hỷ đang ở chỗ của Lâm Ngọc Lộ. Con là bà thúi đó, con ngược đãi nó hay không? Không có đâu. Được, mẹ sẽ hù dọa con của cô ta. Trời ơi trời ơi, con nghịch quá đi. Mẹ hại người, ngược lại hại mình đó. Nè, em coi Hỷ Hỷ kia, nó nhõng nhẽo ghê chưa? Chẳng phải là giống em sao, nhõng nhẽo lắm đó. Chỉ coi quan quan kìa, cái miệng cong cong nhìn dễ thương quá đi. Cứ như là đang cười vậy đó, dễ thương thiệt à. Con nít rất ngây thơ, không gian xảo, vô tư không lo, dĩ nhiên là vui rồi. Vậy sao, con cũng vậy ha. Ấy, tay và chân của quan quan rất chắc thịt, nên chắc là rất khỏe mạnh đây. Vậy sao, chị phát hiện cái bụng của Hỷ Hỷ càng ngày càng tròn đó nha. Phải phải đó, mẹ đang nói chuyện nói nha. Em nghe một bí mật nha. Cái gì? Từ lúc chị sinh quan quan xong, mông chị to ra nhiều lắm. Hả? Vậy sao, em có thấy đâu? Là thường ngày chị khéo che đó, to tới 3 thước luôn á. Wow, lợi hại vậy sao? Em biết không, anh Nhật thường hay nói chị là mông to. Nè, cái biệt danh đó nghe cũng thú vị quá ha. À, tuyệt đối đừng có nói ra ngoài nha, chỉ có 3 chúng ta biết thôi. Dĩ nhiên là hiểu, chị đừng tưởng em nhiều chuyện chứ. À phải, em cũng có một bí mật nè. Là gì vậy? Nói ra nghe đi. Eo của em cũng được 2 thước 4 phân đó. Wow, vậy chẳng phải lớn như cái cây sao? Đúng là nhìn không ra đó nha. Dĩ nhiên rồi, thường ngày hả, em phải buộc thật chặt mới ra ngoài đó. Vậy có phải em buộc chặt không thở được luôn không? Ôi, em quen rồi, không được nói với ai đó nha. Dĩ nhiên rồi, không ai đem chuyện xấu trong nhà kể ra ngoài. Nè Quang Quang, con phải hiếu thảo với mẹ đó. Mẹ vì sinh con nên mong mới to ra như vậy. Hỷ Hỷ, con cũng vậy nha, phải nghe lời mẹ, phải là đứa bé ngoan đó. Nếu như không thì làm khó cho mẹ con lắm đó. Sinh con, eo của mẹ con lớn hơn nhiều rồi. Phải đó, con nói phải không nè. Trời ơi, cái bình này nhỏ quá, giống như eo của mình vậy. Không biết kích thước cái kệ này sao ha. Trời ơi, to quá, to hơn cái mông của Lâm Ngọc Lộ nữa. Không biết cái gì to cỡ như cái mông của cô ta hả. Vô đi. Quận chúa, nhân sâm ô long của người. Để nó đi. Dạ. Quận chúa, người phải xử công bằng, bách hợp đi biêu ríu nô tỳ khắp nơi kìa. Wow, eo của người nhỏ như vậy, làm sao mà làm việc nặng chứ? Hả? Hả? Không biết bánh hợp nghe ngóng ở đâu mà nói quyền ca cho nô tỳ ngốc còn đi rêu rao khắp nơi. Ý trời ơi, mong có người nhỏ như vậy, có sinh con được hay không là cả một vấn đề. Hả? Quận chúa, giờ người trong kinh thành đều biết quyền ca cho nô tỳ ngốc, nô tỳ thấy rất là mất mặt đó. Người phải xử giùm cho nô tỳ. Hả? Vừa đúng luôn. Hả? Coi. Mông của Lâm Ngọc Lộ to như vậy, đúng là rất kinh khủng đó. Quận chúa, người phải lấy lại công bằng cho nô tỳ. Lấy lại công bằng gì chứ? Hả? Thì bách hợp đem chuyện của nô tỳ đem đi rêu rao khắp nơi. Nói vậy có gì là ghê gớm đâu. Bách hợp lợi hại vậy sao? Hả? Hắn là ai vậy? Người mới hồi nãy hả? Tôi không biết hắn. Hắn cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Nhưng mà cũng khó trách, tôi là hoàng thân quốc thích, hắn biết tôi, còn tôi không biết hắn có gì đâu mà lạ chứ. Hôm nay sao nhiều người lịch sự quá vậy ha? Chắc là tại vì hôm nay tôi xinh đẹp đó. Có cười gì vậy? Không có gì. Các chị, mới khai trương có quà tặng, có quà tặng đó nha. Mới khai trương có quà tặng. Dạ. Hôm nay bổn tiệm mới khai trương, xin mọi người ủng hộ cho nha. Để đáp lại sự ủng hộ của mọi người ha. Nếu ai đáp đúng độ trọng của cái chung này thì người đó sẽ được tặng một bình bạch ngọc quà này. Trời ơi. Nhưng mà có một quy tắc, chỉ là được dùng mắt, không được dùng bất cứ thứ gì để đo. Tôi đoán là 2 thước 8. Tôi nói 3 thước 3 đó. Được, đừng nôn nóng.
Chỉ cần trước khi chưa có đáp án đúng thì vẫn có cơ hội lãnh thưởng, nhưng mỗi người chỉ được nói một lần mà thôi. Rất là khó đoán. Ông chủ à, đứng gần coi một chút được không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cô có thể dùng mũi ngửi thử một lát cũng được. Chúng ta tới đằng trước coi đi. Chúng ta cũng tới coi đi. Chắc là ba thứ rồi. Con đoán coi có được ba thứ tư không? Không sao chứ, nhị thiếu phu nhân. Tôi biết cái chùm đó bao lớn rồi, ba thước. Phải đó, cái mông ngồi vừa đúng luôn. Chắc chắn là ba thước rồi. Ba thước, to bằng với cái mông to, mông to ba thước. Sao chúng biết biệt hiệu của tôi vậy hả? Các kinh thành đều biết hết rồi. Nè Nhật à, ăn rồi chơi tiếp. Không ăn. Không ăn, mà ăn luôn phần của con đó. Trời, sao có thể buộc chặt thành nhỏ xíu như vậy được chứ? Rất đơn giản. Vậy sao? Vậy mở đi mà không biết. Không thành vấn đề, cho dù lớn nhỏ, cách buộc đều giống như nhau. Cảm giác ở tay là quan trọng nhất. Lớn nhỏ hoàn toàn là do mình khống chế. Cảm giác tay, nhưng mà mở muốn buộc từ lớn thành nhỏ. Mở muốn buộc nhỏ một chút thì cho ít nguyên liệu, mà chỉ có thể cho đậu xanh hoặc là đậu phộng thôi. Hả? Bỏ những thứ đó chẳng phải là càng làm càng bự hả? Mở chê to thì bóp cho nhỏ lại, bỏ vào một cái bánh tét khác cũng được nữa. Có liên quan gì tới bánh tét? Mà nói mà muốn học qua bánh tét mà. Không phải, ý mà nói cái eo bự của con kìa, hai thước bốn phân, làm sao mà buộc nhỏ tới vậy được. Chị dâu nhỏ, em buộc cái kia từ hồi nãy giờ mà sao không để buộc nó nhỏ như là cái eo của chị vậy? Sao mọi người đều biết hết vậy? Mọi người ở kinh thành đều biết hết mà. Lâm Ngọc Lộ, mau ra đây cho tôi. Thạch Mỹ làm gì vậy? Cô về đúng lúc lắm nha Thạch Mỹ, tôi đang tìm cô nè. Chị đúng là nham hiểm, công khai bí mật, lục trần vết sẹo của tôi. Cô đi bêu rếu tôi khắp nơi. Hai người họ đang nói gì vậy? Mùi mùi là có liên quan tới chuyện ba thước với lại hai thước tư đó mà. Giỏi lắm, cô nói cho mọi người biết hết rồi. Trời ơi, có gì đâu mà ghê gớm, mẹ còn lớn hơn tụi con nữa đó. Vừa nhìn là biết rồi mẹ à. Sao đâu có chị nhiêu vậy? Trời, chẳng phải chị mập hơn em sao? Tôi rêu rao chị lúc nào mà chị rêu rao tôi như vậy? Tôi đâu có nói là eo cô bự đâu. Ai nói chứ, hôm qua ở ngự qua viên tôi chỉ nói với một mình chị là eo tôi lớn bao nhiêu thôi. Hôm nay toàn bộ người kinh thành đều biết hết à. Tôi nói biệt danh của tôi là mông to, tôi cũng chỉ nói cho một mình cô biết thôi, đâu có nói cho người khác biết đâu chứ. Vậy lúc hai em nói có người nào khác nghe hay không vậy? Dĩ nhiên là có, Quang Quang và Hỷ Hỷ. Trời ơi, Quang Quang và Hỷ Hỷ chưa có biết nói mà. Đúng vậy, nếu như chị ba cố tình tiết lộ bí mật của chị ra thì không nói khuyết điểm của mình cho chị nghe. Đúng vậy, con người của Thạch Mỹ không xấu miệng vậy đâu. Cậu nhìn lầm người rồi cậu ba, miệng của cô thường xuyên nói xấu cậu đó cậu ba. Vậy sao? Người xấu, người nào trong nhà cũng từng bị chị phê bình. Chị nói gì em, mà nói em nghe đi. Cậu nói là em ngơ ngơ ngáo ngáo hình dáng xấu xí. Chị nói cậu trong mắt không có ai, không chỗ nào được. Cô ta lấy mở đầu óc Tiết Thanh Minh mà đi cúng ông táo đó. Cậu ốm nhờ ông nhắc, cả đồ lót cũng không thèm mặc. Chị nói vậy đó. Được rồi, đủ rồi. Tôi con đừng có lật tẩy nhau nữa có được không? Mẹ, còn nói mẹ nữa đó. Mẹ có biết chị nói mẹ sao không? Là cô nói mẹ mập với con heo, eo to như thùng nước leo vậy. Chị nói mẹ trên trán có nốt ruồi, nói năng thì lộn xộn đó. Không, nói nhiều hết đây. Gia hòa vạn sự hưng, sau này hai đứa không đứa nào được nói xấu sau lưng người khác hết. Trước mặt người ta càng không được nói. Màn cầu hoan sóng trao phiên bản lấy chiến gian sơn niềm phim chất con nhân sài gan mây cười pha san câu duyên đầu cây to quan màn trông trái xăm một duyên lâu lan. Hey,